trước đây là một phương pháp dạy phổ biến là truyền đạt kiến thức. Thầy là trung tâm, thầy là truyền đạt và học sinh là tiếp thu một cách thụ động. Giảng viên trường Đại học Ngoại thương đã có sự thay đổi mạnh mẽ về phương pháp dạy và phương pháp học của sinh viên. Đối với kiến thức thì người giảng viên sẽ trở thành là người dẫn dắt sinh viên trong một cái khối lượng kiến thức và dữ liệu khổng lồ hiện nay. Về mặt kỹ năng thì người giảng viên trở thành người tạo lập môi trường và tạo những cái cơ hội để sinh viên tự rèn luyện kỹ năng thông qua cái việc thiết kế các học phần đào tạo với các mô hình về thực hành, về dự án. Riêng đối với trường Đại học Ngoại thương thì với sứ mệnh đào tạo sinh viên có năng lực về đổi mới sáng tạo thì người giảng viên còn có một cái vai trò là người dẫn dắt, đồng thời là người truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo cho sinh viên. Có thể nói trong những năm qua thì hoạt động khoa công nghệ của nhà trường đã có rất nhiều những thay đổi so với trước đây. Trong cái bối cảnh mới, vừa có sự cạnh tranh, vừa có sự hợp tác giữa các cái cơ sở giáo dục đại học ở trong và ngoài nước. Nếu như mà trước đây thì chủ yếu các hoạt động khoa công nghệ được thực hiện bởi các thầy cô, thì bây giờ hoạt động khoa công nghệ, nghiên cứu khoa học cũng được rất nhiều sinh viên của nhà trường hưởng ứng. Các bạn sinh viên, các bạn học viên và nghiên cứu sinh rất tích cực tham gia vào các cái hoạt động nghiên cứu khoa học, các cái cuộc thi chuyên môn của nhà trường. Và vì thế thì các cái sản phẩm khoa học công nghệ của nhà trường cũng ngày càng gia tăng về mặt số lượng và chất lượng. Các cái đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các chương trình nghiên cứu, các hội thảo quốc gia, quốc tế, hội thảo cấp trường, hội thảo tọa đàm của các đơn vị, cái số lượng công bố trong và ngoài nước của nhà trường cũng tăng rất nhanh, đặc biệt là các cái công bố quốc tế có cái chất lượng và uy tín. Tôi nhận thấy rằng hoạt động công đoàn xưa và nay có rất nhiều những điểm khác biệt. Nói chung là tất cả các công đoàn viên, các hoạt động của công đoàn đều mang sự nhiệt huyết, sáng tạo, năng động và có sự đổi mới rất nhiều. Tuy nhiên thì các hoạt động công đoàn của ngày xưa và ngày nay có một số điểm mà bản thân cá nhân tôi tự nhận thấy có sự khác biệt. Khác biệt thứ nhất là cái đội ngũ làm cán bộ công đoàn. Ngày xưa thì hầu như phần lớn là cán bộ công đoàn là kết hợp kiêm nhiệm cả hoạt động của đảng, cả hoạt động của nhà trường cũng như hoạt động của công đoàn. Và những người hoạt động công đoàn thì thường có tuổi tương đối cao. Tuy nhiên thì ngày nay thì đội ngũ cán bộ công đoàn đã có sự đổi mới rất rõ, tức là cái sự trẻ hóa ngày càng được thể hiện ra. Tham gia các hoạt động công đoàn của các khoa, các đơn vị, các phòng ban cũng như là hoạt động công đoàn của nhà trường thì hiện nay đội ngũ tham gia là lực lượng rất trẻ. Và khi đội ngũ trẻ và có sự chuyên trách như vậy thì các hoạt động của công đoàn nó mang tính chất chiều sâu hơn, bài bản hơn và mang tính chất khoa học cao hơn. Thì đây là một sự khác biệt mà tôi nhận thấy rằng trong hoạt động công đoàn có thể thấy được sự khác biệt đó. Cái điểm thứ hai mà tôi nhận thấy được sự khác biệt giữa hoạt động công đoàn ngày xưa và ngày nay đó chính là vấn đề về tài chính. Ngày xưa thì cái điều kiện tài chính của nhà trường nó cũng hết sức eo hẹp, đấy là hoàn cảnh chung của ngành giáo dục thôi. Nên vì vậy hoạt động công đoàn đôi khi nó còn mang tính chất đơn điệu, đơn giản. Nhưng ngày nay thì rõ ràng đời sống của vật chất và tinh thần của nhà trường ngày càng được nâng cao.
Nên vì vậy mà cái sự đầu tư cho hoạt động công đoàn cũng ngày càng được nhiều hơn. Và chính sự đầu tư đó nó đã giúp cho các hoạt động công đoàn có sự hoạt động một cách rộng rãi hơn, mang đến lợi ích và quyền lợi vật chất và tinh thần nhiều hơn cho cán bộ viên chức người lao động. Không phải, đây là bọn anh đã đi lên.